một cái lưu ý cực kỳ quan trọng. Nếu mà bạn bán hàng trên TikTok Shop mà bạn không biết điều này, bạn sẽ lỗ 100% nha. Đây là một cái file Excel, nó sẽ giúp cho bạn đo lường tính toán sản phẩm, lãi lỗ hàng ngày nha, mà bạn không được bỏ qua. Nó cực kỳ quan trọng luôn. Bây giờ mình sẽ có một cái chi phí cố định, đó là phí sàn nè, receipt, vận hành và thuế. Phí sàn là 3%, receipt là 5%, vận hành và thuế là 2% nha. Thì đây là những cái chi phí cố định bạn phải tính vào cái sản phẩm của bạn để mình bán ra có lời hay lỗ hay không nha. Ví dụ của mình là khô gà lá chanh, mình nhập về là 100.000, mình đang bán là 200.000, thì mình sẽ tạo cái ưu đãi hàng ngày là 20%, ứng với là 40.000. Thì sau khi trừ tất cả chi phí ưu đãi hàng ngày của mình, lợi nhuận là bao nhiêu ạ? 42.400 đồng. Nếu mình tạo chương trình last sale 30% thì tương ứng là 60.000. Thì cái ưu đãi lợi nhuận của mình sau khi mà trừ tất cả chi phí last sale là bao nhiêu ạ? 22.400. Nếu mà mình chạy quảng cáo đi, mà một đơn của mình mất hết 20.000 tiền quảng cáo, thì lợi nhuận của mình là bao nhiêu ạ? Là 22.400 đồng. Nhưng mà nếu mà cái quảng cáo của bạn 40.000 một đơn thì bạn sẽ lỗ nha. Rồi bây giờ cái sản phẩm bạn tạo chương trình tiếp thị liên kết 10%, thì những cái nhà bán hàng KOC, KOL bán hàng giúp cho bạn thì người ta sẽ nhận về là 16.000, còn bạn sẽ nhận về lợi nhuận là 26.400 đồng. Đây là cái file sale giúp cho bạn kiểm soát lãi lỗ hàng ngày những cái chương trình mà bạn tạo ra đó, nó có hiệu quả hay không để bạn đo lường. Bạn phải kiểm soát thật kỹ nha thì mới có lời được. Chúc các bạn thành công.